Mình sẽ tiếp tục làm video game tiếp theo bài 21. Vậy kế tiếp đó là bạn muốn làm tiếng nổ khi mà laser bắn trúng asteroid bạn. Thì bạn bấm sao và bạn bấm nút này bạn. Và bạn sẽ lựa nó có nhiều tiếng bạn. Chẳng hạn như tôi sẽ lựa nó snap này các bạn. Bạn thử trước. Nếu mà thích thì bạn bấm nó vô. Ok. Đây bạn. Bạn có thể play nó. Thì bạn trở lại script trong sound thì bạn bấm snap đây bạn. Thử hai cái luôn. Stop. À, khi phản lực bắn laser bạn đó thì tôi cũng muốn làm tiếng luôn bạn. Thì tôi sẽ bấm chết đây bạn. Và tương tự tôi bấm sao và tôi sẽ vô đây chẳng hạn như bấm bàn lựa nhé, nó có rất là nhiều. Chẳng hạn như tôi sẽ lựa giúp này bạn, thử coi. Lựa đây bạn. Ok. Thì bạn trở lại script. Thì trong sao thì bạn bấm giúp bạn. Giờ tôi bắn. Ở trong asteroid này đó thì việc tiếp tôi muốn quay nó một chút bạn. Và khi nó bay qua bên tay trái này nó sẽ trở lại bên tay phải bạn. Việc đầu tiên thì tôi sẽ tạo ra một cái variable bạn. Sprite only bạn nhé. Thì chẳng hạn đây tôi muốn quay bao nhiêu tôi để row station bạn hay là tên gì cũng được. Thì set rotation tôi để đây bạn. Và tôi sẽ để nó ngẫu nhiên operator. Và thí dụ trừ 3.1 nó có thể quay trái hay phải bạn tới 3.1 bạn. Và motion turn phía nào cũng được bạn. Trong khi đây thì mình sẽ xài rotation. Chạy thử coi. Các bạn sẽ thấy quay không? Và việc kế tiếp đó là khi nếu bạn để ý đấy, Exxon tới đây đó, tôi muốn nó ngược trở lại bạn. Thì tôi chỉ cần để if statement này thôi. Control if đây bạn. If data không phải motion exposition của cái asteroid đó mà nó lớn hơn số bao nhiêu bạn, operator là nó nhỏ hơn tại vì nó đi qua bên tay trái. Exposition nhỏ hơn bên trái là -180 nhưng mà mình để lớn hơn chút. Mình để là 250 đi. Nếu mà asteroid nó đi qua bên đây đó thì tôi muốn đổi cái x nó lại là set x qua bên tay phải đây bạn. Phải này đề là 240 mà thế cho đề 300 bạn. Thì tôi sẽ để nó đâu đây bạn. Và chạy nó cái. Nếu mà bạn thấy asteroid nó bay qua nó sẽ trở lại nha. Đó nó trở lại bạn. Bây giờ thì mình sẽ đã có máy bay bắn ra laser và bắn asteroid rồi. Còn trường hợp thí dụ asteroid đụng máy bay thì sao bạn? Không có gì xảy ra tại vì mình chưa code nó bạn. Thì kế tiếp mình sẽ viết cái script code nó bạn. Thì mình sẽ forever mình coi asteroid có đụng máy bay hay máy bay đụng asteroid không. Thì forever
if và sensing mình sẽ lấy touching. Nếu mà cái chat này nó đụng asteroid thì mình biết đây là nó trúng rồi bạn, thì mình sẽ làm gì? Việc đầu tiên nó có thể là mình xóa này, làm máy bay này biến mất đi bạn. Thì mình có thể là nói hai nó bạn, thử coi máy bay bắn đụng nó biến mất đó bạn. Nhưng mà mình muốn pháo nổ đây luôn thì mình phải đi tìm cái vị trí máy bay nó nổ bạn. Thì mình sẽ xuống cái data, mình sẽ X hit and Y hit là cái chỗ asteroid nó đụng máy bay mà. Đây là X position, Y position và mình sẽ kéo nó lên đây. Là và việc kế tiếp đó thì mình sẽ broadcast, nói là đụng rồi thì mình sẽ event broadcast đây đó, thì mình sẽ nói chat and hit by asteroid. Mình làm vậy đó là để mình làm pháo nổ bạn. Ok, và mình tới chỗ explosion này đó thì mình copy này thôi, duplicate nó. Trong đây thì mình sẽ nói là chat hit by asteroid, thử coi. Và lúc nãy mình tìm X hit and Y hit. Đó, bạn thấy cái máy đổ. Bây giờ mình sẽ làm tiếng thôi. Muốn làm tiếng thì dễ thôi bạn, thì bạn bấm như sau và bạn để đâu cũng được, bạn để đây. Mình xài snap bạn nhé. Mình có thể để hai cái luôn cũng được bạn, snap. Và nếu mà bạn để hai cái đó thì bạn nên để một chút thời gian trong đó, 0.2 thế coi. Nếu bạn để ý đó thì máy bay nó nổ thì đúng bạn, còn asteroid nó cũng phải nổ luôn chứ bạn. Asteroid này nó vẫn chạy bạn thì không đúng rồi bạn, mình phải đi code thêm nữa. Thì mình muốn asteroid nó nổ luôn thì mình phải làm sao? Muốn xóa cái asteroid đó thì mình cũng dựa theo cái lệnh này mình đã xài rồi, broadcast chat hit by asteroid, và mình sẽ bấm vô asteroid đây và mình nói when I receive chat hit by asteroid đó, mình sẽ xóa cái clone nó đi, chạy lại thử. Giờ sẽ cho nó đụng đó, biến mất bạn. Nếu bạn thấy đây nó còn cái dấu nổ đây bạn, nó thì chắc phải the explosion đây bạn. Thì mình có thể xong rồi đó, mình giấu nó đi bạn, hai nó đi. Nó đụng. Và cấu trúc của cái bài này coi như xong rồi bạn. Thì còn vài cái đấy mình sẽ sửa, làm thêm, tu bổ thêm cho nó tốt hơn bạn nhé. Đây là cái code của asteroid, code của laser. Cái laser là phản lực nó bắn ra, code của explosion.
Và đây thì mình chưa có code nó bạn. Mình sẽ code sau. Bây giờ cái code của Asteroid tương đối là xong rồi bạn. Thí dụ bây giờ mình muốn mang cái code của Alien sao bạn? Thì Alien nó cũng bay từ phải qua trái bạn, nó cũng giống Asteroid thôi bạn. Thì mình sẽ copy cái code từ Asteroid qua Alien bạn nhé. Thì bạn lựa cái code đây, bạn để vô Alien đây. Nếu mà bạn bấm Alien á, thì bạn sẽ cái code bạn vừa copy qua đây. Và mình sẽ trở lại Asteroid, copy hết bạn. Trở lại Alien. Mình kéo nó ra bạn. Không thôi nó trùng. Chạy thử coi. Rồi máy bay nó quay. Mình không muốn máy bay nó quay bạn. Thì mình xóa cái rotation này đi. Không cần nữa bạn. Thì mình để đây. Nó quay bạn thấy không? Bây giờ mình xóa nó đi. Nó chạy thẳng. Nếu bạn để ý đấy thì nó laser nó có thể bắn máy bay địch thủ luôn bạn. Nếu mà bạn thấy máy bay địch thủ mà đụng máy bay phản lực đó thì nó không có chuyện gì xảy ra bạn, nên mình phải đi code nó một chút. Và mình sẽ đi sửa code này chút mạnh. Trong đây thì mình nói là nếu mà cái alien fighter này nó đụng cái laser đó thì mình sẽ broadcast là new message đi. Mình sẽ nói là alien by laser. Mình nữa bấm ok. Thì tới đây đó thì mình tuyên bố mình broadcast nó và mình muốn explosion bạn. Thì mình trở lại đây. Thì mình sẽ copy này bạn. Đây không cần nữa. Duplicate bạn. Và mình sẽ nói Alien hit by laser. Nếu mà bạn thấy đây đó, cái code nó giống nhau, để tôi đẩy vô cái function. Nhưng mà để tôi chạy trước thử coi. Còn muốn tạo ra cái function đó thì mình vô đây bạn. Mình tạo ra một cái block bắn. Thì bạn nói explode đi. Thì bấm explode thì bạn sẽ thấy đây. Và bạn mang hết tất cả copy này duplicate cho đây. Và đây thì mình không cần nữa bạn. Thì bây giờ mình chỉ nói explode thôi. Tương tự như mấy này bạn. Thì bạn thấy sẽ ngắn đi bạn. Còn một điều mình quên làm đó. Thí dụ máy bay alien đây mà nó đụng cái chất này sao bạn? Hiện tại thì bạn không thấy cái chuyện gì xảy ra bạn phải không? Thì mình sẽ viết code bạn. Có thể mình đi viết code từ cái chất này cũng được bạn. Trong cái chất này nó cái code này là lúc nãy là cái chất mà đụng asteroid đó thì mình copy, mình có thể để O đây cũng được bạn nhé. Nhưng mà tôi sẽ copy đây. Tạm thời giờ bạn.
Nghĩa là khi mà cái chất này mà nó hit alien thì mình cũng làm giống vậy luôn bạn. Mình có thể mình cho cái message khác đi bạn. New message thì mình nói là chất by alien cho nó rõ cho bạn nhé. Chất hit by alien đó. Thì trong explosion này sẽ dùng cái lệnh đó. Hit by alien. Nếu bạn để ý đó, thì tôi có thể o cái này lại cũng được. Bây giờ thì tôi viết thẳng ra hết. Bây giờ thí dụ tôi cho hai máy bay nó đụng đụng nhau. Đó. Nếu mà bạn để ý khi máy bay đụng nó thì cái alien nó vẫn còn mà. Nó không biến mất. Thì tôi sẽ viết code đó. Cho nó khi mà hai máy bay đụng nhau thì hai cái đều biến mất hết. Thì mình sẽ dùng lệnh broadcast jet hit by alien đây và mình đi tới alien spray bạn nhé. Thì mình sẽ copy này ra. Thì mình nói dưới đây. When I receive jet hit by lúc này asteroid bây giờ mình trả alien. Thì bạn sẽ thấy hai cái jet đụng nhau hai nổ và hai cái biến mất đó. Chất đụng asteroid. Video này đã dài rồi, hẹn các bạn trong video tới. Hẹn các bạn trong video tới.